các khu công nghiệp được áp dụng giải pháp vận hành thông minh chính là thế mạnh giúp nâng cao hiệu quả và tăng cường khả năng cạnh tranh của Ross Group trong suốt thời gian qua. Đang nói là công nghệ thông minh này là một sự kết hợp hoàn chỉnh do TNTech, thành viên thuộc tập đoàn Ross phát triển, theo đó các dữ liệu từ hệ thống kỹ thuật được tích hợp bằng công nghệ mới như điện toán biên, IoT và AI, sau đó tổng hợp lên báo cáo và đưa ra các dự báo để phục vụ công tác quản trị điều hành cho khu công nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ việc làm, xuất ăn và sẵn sàng để các hệ thống của bên thứ ba tích hợp khi có nhu cầu. Sự đầu tư và áp dụng các giải pháp thông minh cho toàn bộ hệ sinh thái, khu công nghiệp tại Ross Group được khách hàng đánh giá cao khi giúp việc vận hành dễ dàng, hiệu quả, đồng thời được cộng đồng ghi nhận như một sự nỗ lực của tập đoàn khi thay đổi phương thức quản lý theo hướng bền vững, tiệm cận yêu cầu quốc tế về chuyển đổi số và chuyển đổi xanh các dự án khu công nghiệp.